Chuyên đề An ninh Long An xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên đề An ninh Long An kỳ này, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau đây. Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức hội thảo ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tính khách hàng vay. Phóng sự phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào Phật giáo. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức hội thảo ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tính khách hàng vay theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an tới công an các địa phương. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, gọi tắt là đề án 06. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì hội thảo. Đại tá Trần Văn Hà, Phó Thống đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an nêu rõ, đối với nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội, đề án 06 đã xác định rõ việc triển khai rộng rãi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng như mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán cho vay, ví điện tử và một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội khác. Có thể nói thời gian qua, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã tích cực phối hợp triển khai các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành ngân hàng trong triển khai đề án 06 với 11 nhóm nhiệm vụ và 35 nội dung phối hợp cụ thể. Tại Công an huyện Tân Thạnh, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Đốc Công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Tân Thạnh về thành tích xuất sắc trong khám phá thành công vụ án cướp tài sản. Trước đó, lúc 0 giờ 20 phút ngày 1 tháng 7 năm 2023, tại ấp Kênh Tè, xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, một người dân bị hai đối tượng dùng súng uy hiếp cướp tài sản. Do bị hại bỏ chạy, đối tượng đã dùng súng bắn làm người này bị thương. Tuy nhiên, do có đông người nên đối tượng bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng điều tra truy xét, bắt hai đối tượng gây án gồm Nguyễn Minh Thuận, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An và Trần Phú, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng gây án hoạt động rất manh động, liều lĩnh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Việc khám phá nhanh vụ án trên được dư luận xã hội đánh giá cao. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó đốc Công an tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Tân Thạnh trong công tác tấn công tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện Tân Trụ, long trọng tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, được chọn làm điểm tổ chức ngày hội cấp huyện. Đến dự ngày hội có đại tá Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Long An. Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cùng sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động nhân dân phù hợp thiết thực, giúp lực lượng công an làm rõ nhiều vụ án hình sự, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ mâu thuẫn đánh nhau, giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Lâm Minh Hồng đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức điểm ngày hội của huyện. Đồng chí chỉ đạo thời gian tới cần chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, không để nhân dân bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo kích động, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tổ chức ngày càng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên, quan tâm chế độ chính sách các lực lượng ở cơ sở và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Dịp này, Đại tá Lâm Minh Hồng trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho 5 cá nhân, tặng giấy khen của Công an tỉnh cho tập thể Công an xã Đức Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ, Ủy ban nhân dân xã Đức Tân tặng giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, Đại tá Lâm Minh Hồng trao tặng 130 triệu đồng từ nguồn vận động các mạnh thường quân cho Ban chỉ đạo xã Đức Tân để hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà tình thương cho lực lượng đồng cốt và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Trụ trao tặng 3 căn nhà đại đoàn kết trị giá 180 triệu đồng cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phòng tham mưu Công an tỉnh tặng 1.000 quyển tập trị giá 10 triệu đồng từ nguồn vận động các mạnh thường quân cho Hội khuyến học xã Đức Tân,
hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huyện Đức Hòa long trọng tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 trong khối các cơ sở tôn giáo tại chùa Linh Nguyên, tọa lạc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, được chọn làm điểm tổ chức ngày hội cấp huyện. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm tôn vinh truyền thống đoàn kết và sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó với lực lượng công an và các tín đồ Phật giáo trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong ngày hội, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Đốc Công an tỉnh trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho 3 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể chùa Linh Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, Ủy ban nhân dân xã Đức Hòa Hạ tặng giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 8 người. Để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 645 trường hợp vi phạm, tạm giữ 252 phương tiện vi phạm. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Cần Đức đã thực hiện hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện quyết định số 521 ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Long An chọn chùa Long Qua, xã Long Trạch, huyện Cần Đức làm điểm tổ chức ngày hội cấp tỉnh lần thứ 18 năm 2023. Khai mạc ngày hội, Đại đức Thích Trí Minh, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đức khẳng định, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức long trọng tại chùa Long Qua là dịp để đồng bào tăng ni Phật tử ôn lại truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, phát huy tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, nhà nước. Trên địa bàn huyện Cần Đức, Phật giáo là một tôn giáo lớn với 61 cơ sở thờ tự, có hơn 600 chức sắc chức việc và 35.000 tín đồ Phật tử. Thời gian qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, tăng ni Phật tử sống hòa đồng trong khối đại đoàn kết toàn dân. Các hoạt động Phật sự luôn gắn với bản sắc truyền thống của dân tộc, của địa phương, thường xuyên giáo dục tăng ni Phật tử chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng các hoạt động Phật sự, ích đạo, lợi đời, nâng cao cảnh giác trong phòng chống tội phạm, tích cực giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Có 100% tự diện thực hiện tốt việc phòng, tự quản, tự hòa, tự bảo vệ và 100% hộ gia đình Phật tử ký cam kết thực hiện gia đình không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong năm 2021 và 2022, có trên 85 lượt chùa, tịnh thất, tịnh xá tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút trên 3.000 lượt chức sắc, chức việc, tăng ni Phật tử tham gia. Những việc làm thiết thực của tăng ni Phật tử huyện Cần Đức góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện lan tỏa mạnh mẽ trong đồng bào Phật giáo. Điểm nổi bật trong năm qua, Công an huyện đã phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, thực hiện mô hình chức sắc chức việc tăng ni Phật tử huyện Cần Đức tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Mô hình này được thường trực Ban chỉ đạo tỉnh nhân rộng học tập trong toàn tỉnh và được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an thông báo nhân rộng học tập trên toàn quốc. Mô hình trên đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Phật tử an tâm tu hành, gắn bó chặt chẽ với lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Các hoạt động Phật sự luôn đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tự phòng, tự quản, tự hòa, tự bảo vệ, góp phần phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng để vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo, đảm bảo các cơ sở thờ tự an toàn về an ninh trật tự.
cũng phối hợp với ngành công an huyện đã ký kết thực hiện cái mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc này lần lượt ở các chùa, cũng tuyên truyền cho tín đồ của Phật tử chúng ta nắm được cái chính sách chủ trương pháp luật của Đảng và Nhà nước để thực hiện sống tốt đời đẹp đạo. Bên cạnh chấp hành theo hiến chương của Giáo Phận Giáo Việt Nam, chúng ta là người công dân của nước Việt Nam thì chúng ta phải thực hiện đúng vai trò chức trách của mình là một người công dân của đất nước ở Việt Nam, làm cho đạo pháp ngày một xương minh cũng như tín đồ của Phật tử chúng ta chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhìn lại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Cần Đước trong năm qua, hiệu quả thiết thực nhất đó là đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các mô hình phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự được xây dựng rộng khắp địa bàn dân cư, trên từng đường làng ngõ xóm, trong các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, hình thành nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý ngay khi các hành vi vi phạm pháp luật vừa xảy ra, tạo sự đồng thuận của người dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động toàn dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như mô hình tiếng loa an ninh trật tự, tổ chức lễ meeting tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành hàng ngàn bản tin toàn dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Cần Đước. Thời gian vừa qua thì nói chung anh em thì cũng là nhiệt tình, cũng là tích cực để là tham gia cái hoạt động để là góp phần để là xây dựng cái phòng chống tội phạm, để là góp phần để là cho cái địa phương mình nó được ổn. Thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, Công an phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện nhiều mô hình phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nổi bật là mô hình 5 lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, đã quản lý giáo dục cảm hóa 683 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, tù tha về, tù hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Trong đó đã cảm hóa tiến bộ hơn 90,7%. Ngoài ra, Công an huyện phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục thực hiện mô hình 3 lực lượng phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trong địa bàn khu công nghiệp. Tại khu công nghiệp Cầu Tràm và khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Long An về xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị, Ban Chỉ đạo huyện xây dựng mô hình phát huy sức mạnh toàn dân cù lao Long Hụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cửa sông ra biển, gắn với mô hình tổ liên kết phòng chống tội phạm cửa sông ra biển. Qua một năm thực hiện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên cù lao Long Hụ có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên làm tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cho 115 tổ hòa giải cơ sở, có 710 thành viên. Qua đó đã hòa giải thành 29 trên 30 vụ tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, dân sự, ranh giới đất đai trong dòng họ, thân tộc và những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống. Đối với huyện Cần Đước thì cái việc bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian qua thì đã trở thành một cái phong trào rộng khắp và xây dựng được nhiều cái phong trào rất là có hiệu quả. Mặt trận huyện đã chỉ đạo cái hệ thống mặt trận của ngành dọc đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, hàng quý, hàng năm bằng rất nhiều cái hình thức. Ngoài ra mặt trận cũng đã phối hợp với công an huyện và cái trung tâm chính trị của huyện và ban chỉ huy quân sự huyện trong thời gian qua đó mở nhiều cái lớp bồi dưỡng về cái kiến thức quốc phòng cho các cái đối tượng trong huyện. Thời gian qua cũng đã phối hợp với công an huyện xây dựng rất là nhiều cái mô hình có hiệu quả, nhân dân rất an tâm và phấn khởi trước những cái mô hình đã đạt được ở của huyện trong thời gian qua. Với nhiều biện pháp cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Ban Chỉ đạo huyện Cần Đước nhiều năm liền được đánh giá cao và là một trong những lá cờ đầu của tỉnh.
đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng. Thành tích xuất sắc trên là động lực to lớn để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn huyện Cần Đước. Chuyên đề an ninh Long An kỳ này đến đây là hết. Để xem lại chuyên đề này, mời quý vị và các đồng chí vui lòng truy cập vào YouTube Long An TV và trang web congan.longan.gov.vn. Chuyên đề an ninh Long An sẽ phát sóng lúc 19 giờ 45 phút ngày thứ ba, phát lại lúc 7 giờ ngày thứ tư và 14 giờ 35 phút ngày thứ năm hàng tuần. Kính mời quý vị và các đồng chí đón xem. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.